Ê, hey, rồi xin chào bạn trở lại video tiếp theo mình nha. Thì video này thì mình sẽ thông báo cho người về thời gian ra mắt của trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long. Đồng thời mình sẽ chia sẻ cho mọi người chi tiết thể lệ và giá quân huy để cho mọi người thể nào chuẩn bị trước để săn trang phục của lo nha. Và trước khi vào video clip, mình có thể bỏ ra 10 giây 1.000 like, ra đăng ký kênh bình luận nha phía dưới giúp mình. Bạn nào yêu quý mình hơn thì chia sẻ video của mình tới bạn bè các bạn để giúp kênh mình sớm đạt 100.000 lượt đăng ký nha. Mình cảm các bạn rất là nhiều luôn. Thì vào ngày hôm nay thì mình đã được bên Ghana gửi cho mình thẻ tử để trải nghiệm trước trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long. Thì sau đây thì mình sẽ tiến hành vào nhận. Một lát là mình sẽ review cho người về hiệu kỹ năng ở video cuối nha. Đó, thì video đầu tiên thì mình gửi đến cho các bạn đó là thời gian ra mắt của trang phục Fernandino. Và mình sẽ tính cho mọi người về giá quân huy để cho mọi người thể săn trang phục Fernandino này một cách chi tiết và cụ thể nhất nha. Thì các bạn săn tham gia lượt đầu ấy, chỉ với giá một quân huy thôi. Thế sự kiện này các bạn yên tâm, chỉ có hơn 600 quân huy là các bạn đã sở hữu trang phục Fernandino nha. Và sau đây thì cùng mình vào review cho mọi người về chi tiết thể lệ và thời gian ra mắt. Ok, thì phần đầu tiên mình gửi đến cho các bạn đó là sự kiện Fernandino Hỏa Diệm Thần Long. Thì hội đồng Lego Buy sẽ gửi cho các bạn tới sự kiện săn trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long với lượt đầu chỉ với giá là một quân huy nha. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho người về thời gian sự kiện. Thời gian sự kiện ra từ ngày 26 tháng 1 cho ngày 14 tháng 2. Thì vào ngày mai, tức là ngày mai là ngày 26 rồi, thì tầm khoảng 10 giờ thì sự kiện sẽ bắt đầu nha. Thì khi các bạn tham gia sự kiện ấy, thì các bạn sẽ có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng tương đương với một hỏa diệm đan. Và nhiệm vụ người chơi sẽ phải tích lũy từng tầng để nhận hỏa diệm đan. Và các phần thưởng trong hỏa diệm đan bao gồm trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long, biểu cảm Fernandino Hỏa Diệm Thần Long, giấy tuyệt sắc, hoạt họa, đá ngộ không. Và khi các bạn số lượt luyện hiện tại mỗi tầng ấy, sẽ tăng lên là 3, 4, 5, 7 và 8. Và các bạn nên nhớ giúp mình, mỗi hỏa diệm đan các bạn có cơ hội sở hữu được ngay trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long. Thì mỗi tầng ấy thì các bạn sẽ tăng lên 19, 19 này, tầng 2 và tầng cuối cùng là 3, 9, 19 vân vân. Đấy, đại loại các bạn có thể là đọc nhé. Thì khi các bạn mở hết 5 tầng ấy thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ nhận được trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long nha. Thì trước khi các bạn tham gia sự kiện ấy thì mình khuyên các bạn nên xóa vội hòm thư đi để tránh cái trường hợp các bạn bị đầy vật phẩm. Ví dụ gửi trang phục về hòm thư các bạn ấy, kiểu hòm thư các bạn đầy là bị mất vật phẩm nha. Thì tốt nhất là các bạn để dành cho mình 1 phút, các bạn xóa vội hòm thư các bạn đi để tránh trường hợp nó bị đầy nha. Thì khi các bạn tham gia sự kiện ấy thì các bạn có thể là sở hữu trang phục này tầm khoảng 100-200 quân huy là bình thường. Tại vì khi các bạn thu thập cho mình cái hỏa diễm ấy thì các bạn cũng có sẽ cơ hội sở hữu luôn trang phục Fernandino nha. Và các bạn nào mà kiểu nhân phẩm kém nhất mà các bạn mở full cho mình 5 tầng ấy thì full là 671 quân huy, thì các bạn có thể là mắc là 671 quân huy là các bạn sẽ sở hữu trang phục Fernandino nha. Bạn ý đây có 1, 2, 3, 4, 5 tầng. Thì mỗi tầng các bạn sẽ thấy là cái viên ở giữa là viên hỏa diệm đan. Thì nếu các bạn thu thập cho mình cái viên hỏa diệm đan ấy thì các bạn sẽ có cơ hội sở hữu trang phục Fernandino nha. Thì mỗi tầng ấy thì các bạn sẽ nhận các phần thưởng tương ứng. Ví như vừa rồi mình đã chia sẻ cho một người trang phục no này, hoạt họa này, đó. Thì hiện tại ấy, thì anh em nào có nhu cầu nạp quân huy sạch uy tín giá rẻ ấy, thì các bạn thể liên hệ qua số Zalo mình đã 0359188642 nhé. Thì các bạn thể nạp cho mình cái gói 336.000, bạn sẽ nhận được 714 quân huy. Đó, thì sau đây thì mình sẽ review cho người về hiệu kỹ năng và ngoại hình của trang phục Fernandino nha. Và đừng quên like và chia sẻ video clip ủng hộ mình để mình thêm động lực làm video hay hơn nhé. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Và trước mặt mọi người là màn xuất hiện của trang phục Fernandino Hỏa Diệm Thần Long. Thì khi vào lo xuất hiện không, các bạn sẽ thấy vào lo sẽ chém cái hộp, đồng thời cái hộp đó sẽ rơi xuống một ngọn lửa rất là xịn sò luôn. Một trang phục mình đánh giá khá là cao, đằng sau kiểu có nhiều mây xong cầu vồng cái thứ rất đẹp luôn mọi người đó. Thì sau đây thì cùng mình xem chậm nha. Thì vào lo chúng ta sẽ cầm một hộp đáp lên và đáp xuống đó, xong vào lo chúng ta sẽ chém cái hộp. Thì khi mà vào lo chúng ta chém hộp đúng không, thì cái hộp đó lại sẽ nổ ra một cái kiểu một cái viên ngọc hay sao mọi người đó, kiểu một cái pháp khí của Fernandino. Đấy, cầm cái viên ngọc này trong tay kiểu như là để tăng sức mạnh nhé. Đó, gọi ra lửa các thứ trông rất xịn sò luôn. Nhưng mà trông vẫn kiểu như điệu đà mọi người. Đó, xịn sò chưa. Thì phần đó chúng ta sẽ cầm cái kiếm. Thì như kiểu là trang phục Haiti mọi người. Ngoại hình kiểu màu màu kiểu như là màu xanh, màu vàng, màu đỏ như kiểu Haiti. Rất xịn sò. Đẹp biết mọi người. Hỏa Diệm Thần Long. Đó, long là kiểu như là long là giống mọi người. Đằng sau các bạn sẽ thấy là kiểu mây trời cùng vùng các thứ này rất là đẹp luôn. Đó, thì nhìn sơ sơ qua về ngoại hình của trang phục Fernandino ấy thì các bạn sẽ thấy Fernandino của chúng ta như là kiểu một con rồng. Các bạn thấy là Hỏa Diệm Thần Long có nghĩa là rồng hệ hỏa, có nghĩa là rồng lửa ấy, mọi người. Đó, rồng lửa ở dưới kiểu như hỏa diệm, như kiểu là dưới kiểu ngọn núi lửa hay sao ấy, mình đại loại là vậy. Trên tay cầm một cái kiếm này. Thì nhìn sơ sơ qua về ngoại hình của trang phục Fernandino này thì khá giống cái trang phục Archie
năm ngoái mọi người, sự kiện là trang phục ăn chít Tết năm ngoái, nhìn nó màu xanh xanh kiểu vậy. Họa tiết ấy như kiểu là trong ăn chít gì mình quên, gọi là ăn chít năm 2023 đi. Tết năm 2023 thì trang phục này cũng như vậy. Tính ra Fedora chúng ta nhiều trang phục phết. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mình thấy Fedora chúng ta kiểu như là khá khó chơi. Như bản thân mình ấy thì mình khá ít đánh Fedora chứ không đánh nhiều đâu. Thế là kiểu như là chơi Fedora kiểu hơi khó một chút. Nhưng mà nhiều bạn chơi Fedora thì rất là hay. Đấy, như các bạn sẽ thấy là có cả váy rồng các thứ này. Hiệu họa tiết trông rất là xịn sò luôn. Có cánh cặp phượng kìa. Đó, trên bụng của Fedora chúng ta sẽ thấy, các bạn sẽ thấy một cái kiểu như là hình con rồng ấy. Họa tiết như kiểu cái gương hình rồng ấy, rất là đẹp luôn. Thì mọi đánh giá sao về trang phục Fedora Tilo này, mọi thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Về ngoại hình của trang phục Fedora Tilo ấy, mặc dù trang phục S cộng Tết thôi. Đây là trang phục S cộng mà hữu hạn nha mọi người. Thì trang phục này là trang phục Tết Tân Xuân và S cộng Tân Xuân. Thì ngoại hình ấy thì đánh giá trang phục này được tầm khoảng 10 trên 10 điểm luôn. Tại vì trang phục đẹp như này không chấm điểm 10 hơi phí anh em ạ. Mình sẽ chấm điểm 10 trên thang điểm 10 nha. Và mọi người đánh giá sao về trang phục Fedora Tilo này, mọi thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Thì về ngoại hình mọi người chấm bao nhiêu điểm trên thang điểm 10, các bạn thể bình luận bên dưới giúp mình nha. Thì sau đây thì mình sẽ review cho mọi người về ngoại hình của trang phục trong một trận đấu. Thì các bạn để ý là trang phục này khá giống với trang phục Atchit năm ngoái đúng không? Trang phục Atchit Tân Xuân, nếu anh em nào mà kiểu muốn biết có giống hay không thì các bạn thể là xem trang phục Atchit Tân Xuân năm ngoái. Các bạn bỏ ra, các bạn bỏ tầm một phút các bạn vào xem, mình thấy nó khá là giống nhé. Kiểu màu xanh xanh vàng vàng đỏ đỏ kiểu tương tự vậy. Kiểu họa tiết vằn vằn Tết thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy họa tiết kiểu rồng phượng rồi mọi người. Đấy, kiếm của Fedora chúng ta khi có nội tại sẽ phát sáng này. Đó. Và rất tiếc trong một trang phục S cộng Tân Xuân thế nên sẽ không có hiệu ứng bên vẻ nha. Hiệu đánh thường này. Đây mình cho các bạn xem hiệu đánh thường đi nhé. Các bạn sẽ đánh thường ra kiểu cục vệt màu vàng vàng xanh xanh đỏ đỏ. Đấy, ui có nội tại này. Nội tại các bạn thấy là khi các bạn có nội tại rất là đẹp luôn. Hiệu đánh thường này. Chuyện xò phết anh em. Trang phục S cộng mình thấy khá là ok về nhất là hiệu bình thường. Hiệu bình thường thì mình đánh giá được tầm khoảng khá là cao, tầm khoảng 9 trên 10 đấy. Bình thường này. Và nội tại mình giá khá là cao nhé. Bình thường đây. Đẹp phết mọi người. Đây hiệu bình thường nha. Tiếp theo là hiệu bình thường này. Xò phết. Tiếp theo chưa một. Thì khi bạn kích hoạt chương 1 đúng không, các bạn sẽ tạo ra như kiểu là một cái viên ngọc mà khi là Fedora Tilo chúng ta chém cái hộp ra đấy mọi người. Ở đầu trận, đầu xuất hiện đấy các bạn sẽ thấy một viên ngọc đấy. Là khả năng là viên ngọc đấy đó ở trong cái hộp nó ra. Thì khi Fedora Tilo chúng ta thả ra chúng mục tiêu đúng không, chúng tương địch, các bạn sẽ thấy là sẽ có một cái kiểu như họa tiết ba cái họa tiết hình tròn ở dưới chân. Đồng thời sẽ có một kiểu ngọn lửa ấy mọi người. Một cái ngọn lửa cháy rừng rực lên, trông rất đẹp luôn. Màu vàng, màu xanh, kết hợp màu đỏ. Đẹp thật sự luôn mọi người, ngọn lửa cháy bùng luôn. Đấy, chưa một nhé. Đây chưa một đây. Wow. Khi các bạn sử dụng kiểu đánh thường mà các bạn nhặt hoa trúng ấy thì các bạn sẽ thấy vết chọc này. Đó, xịn sò chưa? Chọc này. Đẹp thật sự luôn mọi người. Đó. Tiếp theo chưa hai nhé. Đây chưa một trước đi. Chưa một này. Đây chưa hai, khi các bạn kích hoạt chưa hai thì nó hiệu ứng nó sẽ kiểu như là sẽ chọc ra như kiểu các bạn có nội tại ấy mọi người. Đấy, chưa hai này. Cái chiêu 2 chém quẹt 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 xong chọc vào giữa này. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Đẹp thật sự luôn mọi người. Quẹt 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 này. Đó. Chiêu 2 đẹp phết mọi người. Đó, chiêu cuối nha. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối được không thì các bạn sẽ thấy Fedora chúng ta sẽ cuộn 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 người, đồng thời sẽ có hiệu ứng kiểu như vằn vằn rất đẹp luôn. Đó, đẹp thật sự luôn mọi người. Một trang phục đánh giá khá là cao nhé. Thì khi các bạn kích hoạt chiêu cuối chúng kẻ địch đúng không, các bạn sẽ thấy một ngọn lửa trên đầu Fedora Tilo chúng ta và dưới chân Fedora Tilo ấy chúng ta, các bạn sẽ thấy một cái dấu ấn ở dưới chân nữa để phát hiện là khi nào chiêu cuối kết thúc. Đây mình sẽ review lại cho mọi người xem này. Chiêu 1, chiêu 2 này kết hợp với nhau này. Đấy, rất là mượt mà luôn. Thì đó, thì hiệu kỹ năng này là khá ổn rồi mọi người. Thì mình đánh giá thứ nhất là về ngoại hình 10 trên 10 hiệu lên kỹ năng. Mặc dù trong vụ S cộng thôi mình đánh giá cộng 1 điểm, là 11 điểm luôn. Thôi đùa tí, mình đánh giá 10 trên 10 điểm vì hiệu kỹ năng của trang phục này nhé. Thì do mình đánh Fedora Tilo kiểu như là mình ít đánh, thế nên là nó không được hay cho lắm. Thế nên là chủ yếu là mình sẽ đánh cho người hiệu kỹ năng như nhé. Đó, và mình đánh giá sao về trang phục này, có thể bình luận bên dưới giúp mình nhé.